thôi xin hãy cho nhau nụ cười, tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rồi, anh Quý Linh chào hai vợ chồng nha. Rồi, em chào. Em chào anh Quý Linh. Em tên là Hóa hả? Dạ. Đây là vợ. Em tên là gì? Dạ, em tên là Hạnh. Hạnh hả? Dạ. Hạnh nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 27 tuổi. 27 hả? Dạ. Còn Hóa là nhiêu? Dạ, 31. 31. Hai chồng có mấy đứa con rồi? Dạ. Một đứa đầu 5 tuổi, còn đứa sau mất. Mất hai đứa sau, còn đứa đầu 5 tuổi. Mất hai cháu luôn hả? Dạ, một cháu gái, một cháu trai. Sinh non rồi nhiều bệnh, bác sĩ Sài Gòn cũng không cứu được. Hạnh với Hóa là ở đâu? Dạ em ở Phi Tô, Lâm Hà, còn Hóa là ở Phan Rang. Hai người bây giờ đang làm công việc gì? Dạ, bình thường anh không bị chân thì anh đi phụ hồ. Còn em ở nhà bán cây số, còn người ta có kêu cái gì thì làm cái đó. Bán cây số phụ hồ. Rồi chân này bị sao vậy Hóa? Dạ bị người ta chạy xe là người ta tung á. Ừ. Mà bữa rồi gia đình họ cũng lên, mà họ cũng nghèo lắm. Họ đập bào ở dưới đây nè, rồi họ lên rồi. Thấy vậy rồi thôi, cũng không bắt vào thường thôi, tự anh ấy chịu chứ. Gia đình họ lên họ cũng nghèo lắm. Họ cũng không có, họ lên, cha mẹ họ lên họ khóc tùm lum trên này. Cho nên là em thấy vậy em thôi khỏi bồi thường cũng được bây giờ. Vì tự ai nấy chịu thôi. Trời ơi, mình nghèo rồi còn gặp nhiều nghèo hơn nữa. Dạ. Mình khổ rồi ta đụng mình ta khổ hơn nữa hả? Này cái chân của đội sưng nó sưng lên đó Hóa hả? Dạ, mỗi lần ba. Nó sưng lên hả? Mỗi lần ba. Mỗi lần ba rồi đó. Dạ. Thì tình hình nó còn nhức gì trong đó không? Dạ nhức chứ, mới mổ lại mà. Tại vì hôm bữa rồi mổ là bị thiếu xương cho nên là mới cắt xương chậu bỏ xuống cho nên là bây giờ không đi được. Rồi tiền bạc sao đủ cho chồng điều trị? Nói chung là một phần là vợ chồng anh tích góp, một phần là đi vay mượn người ta. Vay mượn nữa hả? Bà con hàng xóm luôn. Dạ. Yeah. Tại biết sao em bị tật bẩm sinh cả tay lẫn chân nên là em cũng không có làm được cái gì được nhiều. Chân em bị sao? Dạ yeah, em bị bẩm sinh từ nhỏ. Bẩm sinh từ nhỏ luôn đó hả? Dạ. Yeah. Rồi hôm nay em vay mượn bao nhiêu rồi? Dạ yeah, đợt trước là mười mấy triệu, đợt này cũng mười mấy triệu nữa, là thành gần hơn 30 triệu rồi. Ờ, vậy rồi sao mà trả nổi? Dạ em nghĩ là em vay cũng chị em họ cũng thường hỏi giúp đỡ, em mới kêu là thôi để từ từ em làm em có tiền rồi em vay em trả. Bán vé số ngày nào cũng đi bán vậy đó hả? Dạ. Đi di chuyển mà nó dễ dàng không em? Dạ, nói chung là lúc đầu đi thì nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà đi nhiều nó cũng quen ạ. Rồi hôm nay nằm vậy rồi cũng đâu có làm được có tiền nữa. Ba bốn tháng rồi mà. Ba bốn tháng rồi bác sĩ nó nằm bao lâu nữa? Chưa biết cái chân này thì chưa biết. Tại hôm đầu trước mổ là bắt đợt đầu là nghỉ 3 tháng xong rồi mới nhập viện nên là mới mổ lại. Đúng là hoàn cảnh khó khăn quá. Bây giờ chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đến đây là mong rằng sẽ kết nối nhiều mạnh thường quân để thể giúp đỡ hai vợ chồng ha. Rồi đó, bây giờ nó khổ rồi, gặp cái khổ này nó còn khổ nữa, ráng điều trị cho nó hết ha. Rồi anh Quy Linh sẽ qua gặp bác sĩ Hà để hỏi cái tình hình bác điều trị thế nào rồi. Yeah. Sau đó thì Linh sẽ quay trở lại nha. Yeah. Rồi chào hai em ha. Yeah.
Xin chào quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Đây là khoa chấn thương chỉnh hình, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Phùng Văn Hà để có thể biết được tình trạng của bệnh nhân trong chương trình tiếp xúc hồi sinh. Giới thiệu với bác Hà để làm Tâm, một trong mạnh thường quân cũng sẽ đồng hành với nhân vật của chúng tôi. Bác sĩ Hà cũng đã từng đồng hành với chương trình tiếp xúc hồi sinh rồi. Hôm nay là tiếp tục một nhân vật nữa, đó chính là Nguyễn Văn Hóa, 31 tuổi. Xin bác Hà cho chúng tôi biết được tình trạng mới nhập viện á, thì bệnh nhân Hóa như thế nào? Bệnh nhân Hóa này á, là bị gãy hở xương cẳng chân, bị gãy hở cái xương cẳng chân cách đây hơn ba tháng. Thì khi đó gãy hở thì mình không bắt được dụng cụ để đưa vào trực tiếp cái ổ gãy, ví dụ như đinh chốt hay nẹp, thì nó sợ nó nhiễm trùng, cho nên làm tạm bằng cái khung cố định ngoại vi bên ngoài đó, nó cách xa ổ gãy ra. Sau đó mình điều trị kháng sinh ổn rồi á, thì mình cho xuất viện về đó. 3 tháng sau thì ổ gãy này á, thì nó không lành, nó tạo khớp giả, nhưng mà vết thương thì nó lành rồi đó. Vết thương nó lành rồi thì bây giờ bệnh nhân là nhập viện vào để mình tháo cái khung cố định ngoại vi này ra, xong đó mình mới kết hợp xương bằng cái đinh chốt, đó, cái đinh chốt trong lòng tủy, và mình lấy cái xương ở màu chậu, mình mới ghép vô cái chỗ mà khớp giả này để nó kích thích, nó tạo lành xương. Đó, bệnh nhân này cũng là rất là gian nan luôn. Cái đinh ốc là gì bác? Cái đinh này á, là gọi là đinh khung cố định ngoại vi. Vì nó gãy á, là nó cận với khớp của khớp gối này, đây là khớp gối, đây ổ gãy đây. Cho nên là mình phải làm dài lên trên cái xương đùi này luôn. Bắt từ trên này. Từ lúc trước là mình định cái khung này giả thôi, tạm thôi. Đúng rồi, tạm. Để cho nó kích thích xương. Rồi nó giữ cái trục xương này lại. Rồi để cho cái vết thương hở đó nó lành. Cái vết thương ngoài da nó lành. Đó, sau đó ổn rồi á, làm mình mới mổ tháo những cái khung này ra bên ngoài. Đó, sau đó mình mới bắt một cái đinh chốt vô trong lòng tủy của cái xương. Tức là ở trong cái xương này luôn. Đúng rồi, trong cái xương này luôn. Phải mổ xương này ra. Dạ, mổ xương này ra, xong rồi mình mới nạo làm sạch cái khúc giả này đi. Sau đó mình bắt cái đinh chốt này xuống trong lòng tủy đó. Xong mình mới khép xương lại. Xong rồi khép xương lại, rồi mình mới lấy một cái xương ở màu chậu này. Đó, mình mới ghép xốp vô đây. Để nó có đó, xương màu chậu là một xương non, để nó kích thích cái ổ gãy này nó phát triển lên và nó can xương. Chứ bệnh nhân này 31 tuổi rồi, xương nó còn phát triển không thưa bác? Dạ, xương vẫn còn phát triển tốt, tại vì cái tuổi này cũng chưa phải là tuổi già. Cho nên là cái quá trình liền xương á là nó sẽ xảy ra rất là tốt. Nhờ cái á, là mình lấy cái màu chậu ghép xốp vô đó thì nó sẽ dành cái khớp đó. Em xin hỏi bác sĩ là cái ca như thế này thì cái kinh phí tổng để điều trị cho đến lúc khỏi thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền và từ chi phí? Cái trường hợp mà mổ một lần rồi sau đó mổ lại một lần nữa thì dĩ nhiên là cái sự tốn kém là nó sẽ nhiều lên. Thứ nhất là mình tốn một lần mổ là cái cuộc phẫu thuật, rồi cộng với cái dụng cụ một lần, rồi sau đó thì là mình mổ lại một lần nữa, rồi thêm một cái dụng cụ mới để đóng vào trong lòng tủy một lần nữa. Thì mỗi một lần cuộc mổ như vậy á thì nó tầm dụng cụ để hết này nó tầm khoảng mười mấy 20 triệu. Đó là chưa nói cái tiền mà mình nói là mình nằm viện rồi ăn uống đi lại. Nếu bệnh nhân mà khó khăn lên là người ta cũng tốn cũng khá nhiều á. Cảm ơn bác sĩ Hà. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang tiến hành vận động cũng như là cùng với các bác sĩ để tìm ra những phương pháp điều trị tốt nhất dành cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hóa. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Đem cái chở đó cho bà cố đi. Dạ. Đem học bài đó luôn, mau. Dạ.
Rồi con ngồi đây con học bài đi. Dạ. Này, cây biết lấy cái đâu được, lấy cái cây biết chỉ vô. Dạ. Một. Một. Số 2. Số 2. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Số 10. Con học đi, con khắc học đi. Con biết không, học nhớ nhớ là cái này chữ A, chữ B. À con nhớ cái này học đây. Ở đó chữ U. Học đây, học cái này đi. Con có nhớ ba không? Dạ có. Con nhớ mẹ không? Dạ có. Mai mốt. Dạ. Ba mẹ ba khỏe. Dạ. Ba về thăm con. Dạ. Nha. Dạ. Nào con viết bài đi. Ờ, dạ con chào bà, con là Thiên Nhâm, con là đại sứ của chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. À. Thì hôm nay là con có nghe nói về hoàn cảnh gia đình của anh Hóa và chị Hạnh. Thì hôm nay con xuống, con không biết là bà với lại anh Hóa và chị Hạnh là như thế nào ạ? Tôi thì là Lê Thị Trầm. Dạ. Mà năm nay tôi là 80 mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi. Nói là cháu nội, còn dạ. Con này là cháu cố. Tôi ở nhà một mình cho nên phải đem nó xuống đây tôi giữ. Dạ. Mà để cho nó coi săn sóc chồng nó, đi bán cái số nó kiếm ăn hàng ngày. Dạ. Vì hoàn cảnh quá khổ cô, dạ. Không biết nói làm sao. Con thấy bà này ở bà cầm, bà thiêu thiêu, bà thiêu gì? Bởi vì ở nhà nó trẻ con nó phải may cái mền. À, cái dạ. Những cái đồ mà tự thiện người ta cho rồi dạ. Cái nào mà áo đồ không mặc được, chế ra phải may cái đường bền để cho nó đắp, dạ. Cho nó lót nó đắp, dạ. Đó. Như vậy khổ như thế đó cô ạ, à. Biết nói làm sao bây giờ phải chịu thôi, cảnh nào ra cảnh đó thôi. Là mình lấy tất cả cái vải mà từ thiện, cái vải người ta bỏ, những cái áo đầm hay cái gì người ta bỏ mà người ta không dùng tới, người ta dạ. Cho thì mình không mặc vừa, thì mình dạ. Phải chế ra để khâu vá cho lòng đời tình biến thế này nè cô, dạ. Đó. Ở đây là bà tự xoay sở hết hay sao? Ở đây là chở bà con ở đây người ta cũng giúp cho chút đỉnh. Bây giờ cái số nó như vậy thì bây giờ tuyệt vọng cũng phải chịu thôi con ạ. À. Chứ bây giờ biết nói làm sao. Nếu mà chương trình đã đến đây giúp đỡ cho gia đình của bà thì bà rất là quý, bà rất cảm ơn. Bây giờ biết nói làm thế nào cho bằng được. Cái chương trình bây giờ, cái hoàn cảnh như thế bây giờ biết làm thế nào. Mà mình bỏ cũng không được, bỏ thì không đứt mà giúp cũng không đành, con thấy chưa? Thì phải chịu thôi. Thì trời thương nó khỏe mạnh thì nó về với con nó. Chứ bây giờ bà già yếu không biết nay bà chết hay mai chết thì đó bà cũng không tính được con ơi. Cô ơi đừng khóc nữa. Mai mốt ba khỏe ba về với con nha. Dạ. Mẹ về với con nha. Dạ. Ở đây cố nói phải biết nghe nha. Dạ. Đừng có lì nha. Dạ. À. Chào em. À, dạ, em chào chú. Tâm ngồi đi anh Tâm. Dạ vâng. Rồi, giới thiệu với Hóa với là anh đây là Bắc Lực nha. Ừ. Là chủ tịch hội bảo trợ bệnh nhân nghèo người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng. Dạ. Là anh Tâm, là đại diện cho cửa lưới Quang Minh. Dạ. Đi bán vé số đó Lực. Vợ chồng cháu thì không có nhà cửa riêng, chỉ có thuê trọ ở ngay chỗ. Có nhà cháu có đất không? Dạ không, cháu không có đất, không có nhà. Nếu cháu có đất chú sẽ giúp xây cho cháu căn nhà tình thương. Đất nhưng mà ý là đất của bố mẹ, tụi em chưa có đất. Bố mẹ có cho không? Dạ chưa. Bây giờ về nói bố mẹ là cho con cái lô đất này nè, sẽ có bên một cái tổ chức giúp cho con có cái nhà. Dạ. Nếu con có lô đất, dạ. Chú sẽ làm việc với xã, làm cái giấy xác nhận cho đất. Dạ. Không tranh chấp, chú sẽ giúp cho con xây cho con một cái nhà tình thương để có mà ở chứ. Nha. Được không? Dạ, được. Cố gắng thuyết phục bố mẹ dạ. Cho lô đất đi thì chú sẽ giúp xây cho cái nhà tình thương. Dạ. Nha. Dạ. Rồi nha, vậy là dạ. Khỏe một một. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Rồi. Cố gắng có nhà nha Hạnh nha. Dạ. Dạ vui lắm. Còn hôm nay thì mọi người cũng đã sẽ đến đây để ủng hộ cho Hạnh với lại Hóa.
một cái số kinh phí để mình tập trung vô mình chữa cái chân này. Dạ. Để chồng có thể về phụ với Hạnh nha. Dạ, con cảm ơn. Đi bán vé số đi tới đi lui mà cái chân đi vì tật bẩm sinh rồi đó. Ừ. Rất là khó. Rồi bây giờ thì anh đại diện cho Tâm, đại diện cho cửa lưới Quang Minh nè. Dạ vâng. Anh gửi phần quà. Anh đại diện cho công ty Quang Minh gửi tặng vợ chồng nhà một cái kinh phí để chia sẻ cái khó khăn. Lên hai vợ chồng, mong hai vợ chồng là cố gắng điều trị vết thương lo cuộc sống gia đình nhé. Anh qua cửa lưới Hoàng Minh là gửi tặng 5 triệu đồng nha. Yeah. Tiền mặt này nha. Yeah. À, để mình có thể lo cho cơm nước này kia rồi lo cho đứa nhỏ ở nhà nữa. Yeah. Yeah. Nha. Rồi giữ tiền mặt này ha, coi chừng mất. Yeah. Rồi tới đi bắt lực. Rồi bác thay mặt cho Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, người tàn tật trẻ mồ côi Lâm Đồng và các mạnh thường quân của hội gửi cho cháu số tiền là 3,5 triệu để mình có cái chi phí trong thời gian nằm viện nha. Cố gắng điều trị mau sớm bình phục để trở về lo cho cuộc sống gia đình, chăm lo cho các cháu nha. Quỹ Tiếp Sức Hồi Sinh gửi tặng cho Hóa Huy Hành là 15 triệu đồng nữa. Cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ là cái tiền này phải đóng liền vô chỗ bác Hà đó, chỗ khoa chứng thương chỉnh hình đó, để chúng ta có thể có một số kinh phí đi mua thuốc. Thôi có bác Hà thì bác Hà vô đây, bác Hà tới khám bệnh nè. Hà vô đây. Bác Hà ở bệnh viện là cũng đã chia sẻ với Quỳnh Linh với mọi người rồi. Bây giờ có bác Hà đây là bác Hà cũng sẽ cùng đồng hành với chương trình để có thể điều trị cho em yên tâm ha. Ở nhà Hạnh nha. Dạ. Cảm ơn bác Hà rất là nhiều nha. Bệnh nhân này cũng khó khăn. Dạ. Bị tai nạn nữa cho nên là cũng hoàn cảnh. Dạ. Thấy là bệnh nhân này điều trị mỗi tới mỗi lui 2-3 lần. Dạ. Thấy cũng rất là khó khăn. Khó khăn rồi. Dạ. Thôi nhân dịp đây thì Quỳnh Linh cũng cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Cảm ơn khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Hà cũng như nhiều bác sĩ hậu lý rồi điều dưỡng ở trong khoa có thể hỗ trợ bệnh nhân chúng tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị em của Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, người tàn tật trẻ em mồ côi tỉnh Lâm Đồng. Cảm ơn anh đại diện cho cửa lưới Quang Minh đã hỗ trợ bệnh nhân chúng tôi, và chúng tôi cũng kêu gọi vận động tiếp những cái mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho Hạnh. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cố gắng làm sao giúp cho Hạnh với lại Hóa căn nhà, và điều đó là phụ thuộc vô Hạnh với Hóa rất là nhiều. Bác Lực sẽ xuống dưới ha, rồi tụi anh cũng có thể hỗ trợ thêm nữa nha. Khi nào mà có đất cái này kia thì anh sẽ cùng với Bất Lực sẽ vận động tiền làm nhà cho Hạnh nha. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn những mạnh thường quân đã luôn đồng hành với những cái nhân vật phải nói rất là khó khăn chúng tôi. Hôm nay quý vị cũng đã thấy hạnh phúc là những giọt nước mắt trên mắt của em Hạnh rồi. Và chúng ta cố gắng làm sao để lau khô giọt mắt đó cùng với chúng tôi để tiếp sức cho những bệnh nhân khó khăn. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau với chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Xin chào. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người, nụ cười tiếp sức hồi sinh. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người, nụ cười. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh.